nay đến trao quà cho bà cái số tiền 300 ngàn của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp. Ở bên Mỹ bà rất là vui, trong cái lúc không chồng không con, sống một mình với hoàn cảnh rất là khổ. Cảm ơn cái món quà của cô Dung chú Nghiệp ở nơi xa thương cho bà, chia sẻ cho bà món quà tình thương. Chúc cho vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp muôn đời bình an, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành ngày hôm nay xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Nếu mà có duyên lành có món quà tiếp theo, con sẽ quay trở lại với hoàn cảnh gia đình của bà. Bây giờ bà có lời gửi đến cô Dung chú Nghiệp, bà chia sẻ và tâm sự đi bà. Tôi giờ ít quá, tôi không biết là gì đâu nói. Ít quá này, ít là lẻ quá, đâu có biết gì đâu nói. Trong giờ thì tôi nói giờ cô Dung chú Nghiệp vậy, giờ giúp đỡ cho tôi thì tôi cũng rất ốm, cảm ơn nhiều. Chứ giờ tôi cũng không biết, ít là lẻ quá, tôi đâu có biết cái gì đâu. Hồi nào vậy đâu, nhưng mà có miệng có lưỡi mà không có lời. Cảm ơn cô Dung chú Nghiệp giúp đỡ cho tôi cũng cảm ơn cô Dung chú Nghiệp nhiều. Chúc cô Dung chú Nghiệp cũng mình ăn phát tài nha. Mạnh giỏi. Mạnh giỏi. Chứ giờ này tôi thì tôi cũng không biết cái gì mà ơn nghĩa này, cũng không biết cái gì mà làm sao trả ơn cho được. Bây giờ cũng nhờ cô Dung chú Nghiệp đó thì giờ giúp tôi cũng không có ơn nhiều. Chứ giờ tôi đâu có biết gì nữa đâu. Rồi nếu có món quà thì con lại con trao bà nữa nha. Con bye bye, con chào bà. Rồi mấy cô mấy chú này đâu.